Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 29 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Đại hội 13 lâm nguy. Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam được tăng cường công tác an ninh đặc biệt với 6.000 cảnh sát cơ động, chưa kể đến hàng ngàn công an chìm trà trộn theo dõi dân và hàng vạn công an mạng và quân đội chống phá những bài viết bình luận trên không gian mạng. Tuy nhiên, công tác an toàn này đảm bảo nhưng chưa chắc công tác an toàn khác có thể chu toàn. Bề nổi thì dân thấy toàn cảnh, đâu đâu cũng thấy cảnh sát chìm, cảnh sát nổi. Sẽ không thể để ai biểu tình, sẽ không ai chống đối chính quyền có dịp thể hiện để hóa giải âm mưu đảo chính vân vân. Nhưng với dịch bệnh thì sao? Đấy là vấn đề rất khó lường. Nơi càng đông người, dịch bệnh càng có nguy cơ bùng phát. Không ai có thể đảm bảo rằng lực lượng cảnh sát cơ động lại miễn nhiễm với dịch bệnh. Và nếu lực lượng bảo vệ bị nhiễm dịch bệnh thì họ hoàn toàn có thể lây bệnh cho đại biểu tham dự Đại hội 13. Đây là điều Đảng Cộng sản Việt Nam đã lường trước, nhưng liệu có thể tránh được hay không? Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi đang tụ tập gần 1.587 đại biểu, trong đó ở các đỉnh cao quyền lực toàn là những người già và có người lại mang mầm bệnh trong người, sức khỏe hết sức yếu kém, đặc biệt là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mà ông Trọng thì chỉ cần nhiễm bệnh là ông có thể không qua nổi căn bệnh này. Đây là hình ảnh báo chí nước ngoài đưa tin đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát ở Việt Nam. Trước Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã nói về biện pháp đề phòng COVID-19 cho đại hội đảng. Tuy nhiên, đó là biện pháp cấm đại biểu ra ngoài, ăn uống ngoài, ngủ nghỉ bên ngoài. Đó toàn là những biện pháp chống người bên ngoài ra ngoài mang bệnh vào đại hội. Tuy nhiên, còn người bên ngoài mang bệnh vào đại hội thì chưa biết làm sao có thể ngăn được, bởi vì họ đều phải đi lại. Đây là vấn đề mà Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã chú ý đến. Tuy nhiên, có đảm bảo an toàn được 100% hay không thì đấy là một chuyện khác. Quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam họ rất sợ chết, nên công tác bảo vệ họ chuẩn bị kỹ đến tận răng. Tuy nhiên, đối với dịch bệnh thì dù có binh hùng tướng mạnh cũng trở nên vô nghĩa. Ổ dịch này bùng phát ngay tại Hải Dương, Hà Nội cũng đang gặp nguy cơ hết sức lớn. Và với hơn 10.000 người đại biểu cũng như người phục vụ đại hội đảng thì nguy cơ lây rất nhanh. Hải Dương và Quảng Ninh cũng đang bùng phát ổ dịch. Bộ Y tế đang tức tốc chỉ đạo công tác cách ly và ngăn chặn. Điều đang nói là Hải Dương chỉ cách Hà Nội chưa đầy 60 km. Ngày 28 tháng 1, báo Người Lao Động cho biết Hà Nội tính trường hợp dịch COVID-19 bùng phát, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng. Theo lời ông Trử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, trường hợp đại dịch COVID-19 bắt đầu diễn ra, nguy cơ lây nhiễm sẽ rất nhanh tại thủ đô. Hiện nay, nhà cầm quyền thành phố Hà Nội cũng đang chỉ đạo cho dừng việc tổ chức lễ hội trên địa bàn. Tuy nhiên, có một lễ hội mà chính quyền thành phố Hà Nội không được phép dừng, đó chính là Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Về công tác an ninh của đại hội này thì miễn bàn vì nó quá chặt chẽ. Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh không có nghĩa là an toàn với dịch bệnh. Như đã cảnh báo, nơi nào đông người thì nơi đó có nguy cơ lây nhiễm cao, mà ai cũng biết lực lượng an ninh dày đặc thì ai đảm bảo rằng lực lượng này không bị miễn nhiễm khi mà chính lực lượng này thường xuyên hàng ngày tiếp xúc với người dân ở trong và ngoài đại hội. Và một khi lực lượng chủ lực này bị nhiễm thì điều gì đảm bảo rằng các đại biểu bên trong hội nghị không nhiễm. Cho nên có thể nói rằng công tác bảo vệ an toàn dịch COVID-19 cho đại hội còn khó hơn công tác an ninh đại hội rất nhiều. Đặc biệt với loại virus biến thể mới lây lan cực kỳ nhanh và khó lường, cũng như hậu quả để lại rất lớn so với virus chủng cũ. Hiện nay, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng vừa tham gia hội nghị, vừa lo chỉ đạo phòng chống dịch. Các thành viên chủ chốt của chính phủ đa phần đang dự ngày hội chia chác quyền lực ở Đại hội 13. Điều đó cũng có nghĩa là họ sẽ vắng mặt trong phần lớn thời gian trong công tác chỉ đạo chống dịch ở địa phương của mình. Hơn nữa, hội nghị đang có quy định nội bất xuất, ngoại bất nhập, nên công tác phòng chống dịch bệnh sẽ càng khó đạt hiệu quả như lần trước. Đây là hình ảnh báo chí cho biết Hà Nội có nguy cơ bùng phát đại dịch. Theo báo chí của Chính phủ và Bộ Y tế, Bộ Văn hóa và Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội cũng đang khẩn trương xúc tiến công tác phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, ai cũng biết, hầu hết lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan này đang ở tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thay vì ở tại cơ quan để chỉ đạo phòng chống đại dịch nguy hiểm. Và với mật độ dân số rất nhanh và rất đông ở thủ đô Hà Nội thì đương nhiên đại dịch sẽ lây lan, sẽ không thể dừng lại. Cũng theo báo chí nhà nước cho biết, chính quyền thành phố Hà Nội cũng đang yêu cầu các đơn vị liên quan phải thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình dịch bệnh,
thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác đến người dân để chủ động phòng dịch. Đặc biệt, họ cũng khuyến cáo người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc đeo khẩu trang y tế khi tham gia hoạt động nơi công cộng, đặc biệt là khu vực lễ hội hoặc chỗ đông người. Lo sợ mầm bệnh đi vào hội nghị, Đảng cũng cho xét nghiệm kiểm tra mọi phóng viên vào trong hội trường tác nghiệp. Theo Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, thì để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội 13, Ban Tuyên giáo Trung ương vừa gửi công văn đến các cơ quan báo chí về việc xét nghiệm COVID-19 trước khi tham gia phục vụ Đại hội lần thứ 13. Theo đó, thực hiện kế hoạch của Tiểu ban Y tế về công tác y tế phục vụ Đại hội lần thứ 13 của Đảng, căn cứ công văn số 03 vào ngày 4 tháng 1 năm 2021 của Bộ Y tế về việc xét nghiệm COVID-19. Các đại biểu dự đại hội, khách mời, người tham gia phục vụ đại hội, các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tham dự đưa tin đại hội sẽ phải lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trước khi tham dự và phục vụ Đại hội 13. Tuy nhiên, với loại COVID chủng mới, bệnh ủ chưa biết thế nào. Vì xét nghiệm không kịp thời thì COVID cũng đã kịp lây lan. Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung tâm Báo chí của Hội nghị Đại hội 13 của Đảng cũng đề nghị lãnh đạo các cơ quan báo chí phổ biến triển khai thực hiện xét nghiệm COVID-19 đối với các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên được cử tham gia tác nghiệp tại Đại hội 13 của Đảng Cộng sản. Mẫu xét nghiệm COVID-19 sẽ được lấy 2 lần, lần 1 trước đại hội ít nhất 7 ngày và lần 2 trước đại hội từ 2 đến 3 ngày. Phương án xét nghiệm cụ thể như sau. Phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của các cơ quan, báo, đài, trung ương và thành phố Hà Nội xét nghiệm tại phòng họp ở tầng 4. Ban Tuyên giáo Trung ương số 7 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội từ 13 đến giờ ngày 30 tháng đến 17 giờ thứ hai hàng ngày. Phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của các cơ quan báo đài địa phương cũng đề nghị liên hệ với đoàn đại biểu tham dự Đại hội 13 của Đảng bộ tỉnh, thành phố để đăng ký thực hiện xét nghiệm COVID-19. Ban Tuyên giáo Trung ương và Trung tâm báo chí của Đại hội 13 sẽ chỉ đạo cấp thẻ tác nghiệp tại Đại hội 13 cho những phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên có xác nhận âm tính với SARS-CoV-19. Lãnh đạo cơ quan báo chí quán triệt thực hiện nghiêm việc xét nghiệm COVID-19 đối với phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên được cử tham gia tác nghiệp tại Đại hội lần thứ 13. Đây là hình ảnh Thông tấn xã Việt Nam cho biết công tác xét nghiệm COVID-19 cho phóng viên đã chuẩn bị trước đó nhiều ngày. Vâng, đó là công tác xét nghiệm COVID-19 cho phóng viên tham dự đại hội. Những người có thể mang mầm bệnh từ bên ngoài vào trong. Tuy nhiên, đó có phải là lực lượng duy nhất có thể mang mầm bệnh vào hay không thì là chuyện khác. Ngoài phóng viên, lực lượng nào có thể mang mầm bệnh vào đây? Bên ngoài là xã hội, là lớp lớp bảo vệ với 6.000 cảnh sát cơ động và quân đội. Lực lượng này hàng ngày tiếp xúc trực tiếp với xã hội. Như vậy thì nguy cơ lây nhiễm trong lực lượng này là rất lớn. Và hiện nay chưa có báo cáo nào cho biết lực lượng này đã được xét nghiệm hay chưa. Lực lượng này vừa rất đông, vừa là cầu nối trung gian giữa người dân ngoài xã hội và khối 1.587 vị đại biểu của Đại hội lần thứ 13. Vậy câu hỏi đặt ra là nếu lực lượng này nhiễm COVID-19 thì sao? Ai có thể đề phòng được đường lây nhiễm qua lực lượng này đây? Đấy là lực lượng an ninh, còn khối 1.587 người tham dự hội nghị đã được xét nghiệm COVID-19 trước đó hay chưa thì vẫn chưa thấy báo nào nói cả. Nên nhớ, corona là loại virus có thể ủ bệnh đến 24 ngày. Nếu có đại biểu nào đang trong giai đoạn ủ bệnh mà không được xét nghiệm thì xem như họ mang mầm bệnh vào hội đại hội để phát tán ra ngoài. Khi đó, cả khối dự đại hội sẽ viêm nhiễm hàng loạt và khả năng rất khó có thể điều trị kịp thời cho một lúc nhiều người như vậy. Đây là hình ảnh không loại trừ khả năng lây nhiễm COVID-19 tại hội trường của Đại hội 13 qua các lực lượng vũ trang cũng như lực lượng bảo vệ. Ngày 28 tháng 1 trên các đài phát thanh tiếng nói, Phó Thủ tướng ông Vũ Đức Đam cũng kêu gọi quyết tâm với đợt lây lan mới trong cộng đồng và chuẩn bị kịch bản ứng phó cho 30.000 ca nhiễm. Được biết đây là đợt lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam sau 55 ngày không có ca nhiễm từ trong nước. Đợt lây nhiễm này xảy ra khi các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đang tiến hành đại hội lần thứ 13 tại Hà Nội và chỉ 2 tuần trước Tết Nguyên đán Tân Sửu. Những lần chống dịch trước đây Việt Nam đã làm rất tốt, điều đó được cả thế giới thừa nhận. Tuy nhiên, những lần đó cả bộ máy chính quyền vào cuộc và các lãnh đạo cấp cao đều dồn tập sức cho công tác chống dịch. Còn lần này thì sao? Lần này thì nhiều lãnh đạo chủ chốt chỉ lo ăn chia quyền lực ở Đại hội 13 mà không dành ra sức chỉ đạo công tác chống dịch. Đây là một nguy cơ hết sức lớn. Tất cả các lãnh đạo của các tỉnh thành đều tập trung hết ở đây rồi. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, kinh nghiệm chống dịch của Việt Nam đã có, rất có thể họ sẽ chống dịch lần này thành công.
khi dịch bùng phát, Bộ Y tế sẽ chọn lọc cho người dân hay là lo cho Đảng? Cả là câu hỏi cũng được đặt ra. Thực ra câu trả lời là không khó. Bộ Y tế chắc chắn sẽ dồn lực lượng để chống dịch, để lo cho sức khỏe của các đại biểu của Đại hội 13 trước tiên, chứ không phải là lo cho người dân cả nước. Bộ Y tế đang lo chống dịch ngoài xã hội vì bên trong hội nghị chưa phát hiện đại biểu nào lây nhiễm cả. Nếu giả sử có người nào trong số 1.587 đại biểu mà dương tính với COVID-19 thì tất nhiên Bộ Y tế sẽ dồn hết khả năng để bảo vệ đại hội. Và liệu có cho cách ly toàn bộ hội nghị hay không? Trước mắt Bộ Y tế cũng dồn hết sức để lo cho công tác dập tắt các ổ dịch hiện nay. Họ đang cố gắng không để dịch xuất hiện quá mạnh tại Hà Nội. Đây là hình ảnh giấc mộng quyền lực sẽ tan vỡ nếu ông Nguyễn Phú Trọng bị COVID-19 viếng thăm. Ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn qua đại hội này, ông được chính thức ngồi lại ghế tổng bí thư thêm một nhiệm kỳ nữa. Hiện nay, sức khỏe của ông Trọng không được tốt, phải nói là rất yếu, và khi đi đâu ông cũng phải có người dìu, ông lại có bệnh nền, cao huyết áp sẵn. Nếu đại dịch viêm phổi Vũ Hán mà xâm nhập vào đại hội, và giả sử ông Trọng bị nhiễm căn bệnh này, thì khi đó rất có khả năng ông không qua khỏi. Đại hội Đảng là một ngày của đại hội riêng của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ tổ chức liên hoan ăn chê quyền lực, không liên quan gì đến người dân. Vì vậy, công tác an ninh họ chuẩn bị rất kỹ. Tuy nhiên, công tác đảm bảo y tế thì chưa tương xứng. Vì vậy, khả năng nhiễm bệnh với đại biểu tham dự cũng không thể loại trừ, và nếu lây lan thì sẽ rất nhanh, vì phòng họp với một hệ thống lọc khí trung tâm sẽ lan truyền toàn bộ virus này trong văn phòng, cũng như trong nơi hội họp của đại hội lần thứ 13 của Đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ 6 ngày 29 tháng 1 năm 2021 với bản tin Đại hội 13 lâm nguy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.